kính chào quý vị và quý bạn. Hôm nay cái tiết mục Thế giới quanh ta, tôi sẽ trở lại với quý vị trong hai bản thông tin, nhưng mà hai bản thông tin này có liên hệ trực tiếp với nhau. Trước nhất là như quý vị đã theo dõi từ hơn 2 tuần qua đó, thì cái hội nghị về biến đổi khí hậu tổ chức tại Scotland ở bên Anh đó, đã kết thúc sau 2 tuần thì kéo dài thêm một ngày nữa, mới kết thúc vào hôm 13 đó, tháng 11 vừa qua. Và khi kết thúc đó, thì mặc dù có được một cái bản thỏa thuận với nhau, nhưng mà những nhà chuyên môn, và chúng tôi cũng theo dõi khá kỹ đó, thì hầu như người ta không tin tưởng là những cái điều thỏa thuận ấy có được thi hành và nó có đem lại hiệu quả đích thực hay không. Cái lý do là các quốc gia phát triển cũng đã hứa sẽ cắt giảm lượng khí thải và sẽ đưa ra một ngân khoản để hỗ trợ cho các nước chậm tiến vào khoảng 100 tỷ. Nhưng mà 100 tỷ đó, nếu theo như những cái nhà nghiên cứu đó, mà muốn thực hiện được những điều như là 200 quốc gia mong muốn, thì phải cần ngàn tỷ chứ không phải 100 tỷ mới thực hiện được. Bởi vì nó đòi hỏi vô cùng lớn những cái thay đổi về hạ tầng cơ sở, về toàn bộ cách sinh sống ở các quốc gia trên toàn thế giới. Không phải những quốc gia tân tiến không, mà những quốc gia chậm tiến, và rất nhiều vùng lãnh thổ phải thay đổi toàn diện cái cách sinh sống thì mới đáp ứng được những cái điều mong đợi như vậy. Đặc biệt là những cái quốc gia mà không ký vào hoặc là không cam kết đều là những cái quốc gia mà phát thải rất lớn, như là Trung Cộng, Ấn Độ hay là ngay cả Úc Châu, là những cái nước mà họ dùng rất nhiều than đá. Bên ngoài than đá thì còn có khí mê tan, cũng là cái loại khí mà làm tăng cái nhiệt độ ở địa cầu lên rất nhanh, rất nhiều. Thì như Ấn Độ hay là Trung Cộng, bây giờ họ vẫn dùng than đá, vẫn nhu cầu dùng xăng dầu vẫn cao, và đó là cái điều bắt buộc phải có để mà có tạo ra năng lượng để mà phát triển kinh tế. Do đó cái điều mà cam kết trong 10 năm, 20, ngay cả 30 năm tới cũng khó để mà thực hiện được. Mà nếu những quốc gia tân tiến mà không thể cắt giảm được, thì làm sao những quốc gia còn đang chậm tiến, đang phải cần đến năng lượng, chưa có thể sử dụng hay là thiết kế được cái phương tiện để mà cung cấp năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng nước hay là năng lượng gió, thì lấy đâu có năng lượng để mà sản xuất, mà thứ gì cũng cần đến nguồn điện năng cả. Nói đến nguyên tử thì lại càng khó hơn nữa, bởi vì những nhà máy điện nguyên tử bây giờ đó thiết kế đã tốn kém, đã lâu, mà nó lại đòi hỏi một cái sự an toàn tuyệt đối. Đó, bởi vì nếu một cái biến cố như là ở bên Nhật cái đây mấy năm đó, mà nó có động đất chẳng hạn, thì một cái lò nguyên tử như vậy nó có thể gây ra cái tai họa khủng khiếp lắm. Do đó mặc dù đã kết thúc và 200 quốc gia rất là mong đợi, nhưng mà cả thế giới, cả những nhà chuyên gia thấy rằng khó mà có thể thực hiện được trong vòng 2, 30 năm, 40 năm tới. Do đó chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà thay đổi khí hậu toàn cầu, các nhà nghiên cứu tuy là họ cũng đã đồng ý với nhau trên nhiều quan điểm, nhưng còn có rất nhiều những cái gọi là những cái nghiên cứu chưa có đồng thuận với nhau được. Vậy thì đây là một cái chuyện mà ai cũng muốn làm, nhưng mà có lẽ phải làm từ những cái đơn giản nhất. Thí dụ như phế thải, đồ phế thải thả xuống biển chẳng hạn, đó là những cái đơn giản nhất có thể làm được mà vẫn không làm được, thì làm sao có thể thay đổi được cả vấn đề mà năng lượng trên thế giới không phát thải nữa, không có khí carbonic nữa, không có khí metan nữa. Đó là một điều gần như impossible. Đó là cái thông tin quan trọng. Từ cái này tôi xin chuyển qua cái bản tin thứ hai. Chúng ta biết rằng
Việt Nam có một phái đoàn do ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đi tham dự. Và trong cái buổi bài phát biểu của ông Phạm Minh Chính đại diện cho Việt Nam, thì ông ta đã long trọng cam kết với thế giới rằng năm 2035, tức là còn 14 năm nữa đó, thì Việt Nam sẽ cắt giảm cái lượng khí CO2, tức là khí carbonic, xuống zero. Và khi cả thế giới nghe lời cam kết của Việt Nam như vậy thì rất là hồ hởi và nghĩ rằng ồ, Việt Nam là một cái quốc gia 100 triệu dân và đang phát triển mà lại dùng than đá rất nhiều, mà 15 năm nữa, 14 năm nữa Việt Nam cắt giảm cái khí thải xuống còn zero như vậy thì quả thật là Việt Nam là một cái nước super, là hàng số 1 trên thế giới rồi, không thể nào quốc gia nào sánh kịp nữa. Nhưng thực tế có thể làm được hay không? Tôi xin nói sơ qua một số điểm. Hiện tại ở Việt Nam, tất cả các nhà máy phát điện hoặc là còn vẫn chạy bằng xăng dầu hoặc là chạy bằng than đá. Hơn 20 nhà máy điện hiện đang sử dụng than đá và dầu để mà chạy. Và hiện tại Việt Nam có 27 dự án xây dựng hoặc đang xây dựng những nhà máy phát điện đều chạy bằng than đá, mà đa số là những cái kỹ thuật cũng như phương tiện này đều mua lại của tàu cộng, tức là một phần lớn những máy móc trang thiết bị này là có lẽ là đồ cũ, là phế thải của tàu cộng và vẫn phải dùng than đá để mà chạy những nhà máy ấy. Vậy thì từ nay đến năm 2035, 27 cái nhà máy, 27 cái dự án đó đã xây xong chưa? Bao nhiêu cái đã xây xong rồi? Vậy thì chẳng lẽ đến lúc đó lấy cái gì để thay thế cho lượng điện hiện nay? Và Việt Nam đang phát triển cần rất nhiều điện lực. Vậy thì ông ấy nói vậy lấy đâu ra? Trong khi ấy, cái năng lượng điện mặt trời, tức là solar đó, và điện từ những cái đập thủy điện, cũng như điện gió, tức là những cái cánh quạt gió, chưa cung cấp đủ 20% số điện dùng trong nước. Vậy thì 14 năm nữa, lấy đâu để mà đủ cái sức cung cấp cho 70%, 60%, 70% điện lực. Do đó chúng ta là những người dân Việt Nam thấy rằng những người cộng sản có khi họ nói, mà họ nói không biết họ nói cái gì, và chúng ta không thể tin được một cái lời hứa hẹn như vậy. Và thực tế không, khi nghe tới đó thì những người tìm hiểu vấn đề chắc chắn là không thể nào mà chấp nhận được, không thể nào tin được, bởi vì không thể làm được cái chuyện đó. Cho đến bây giờ, than đá của Việt Nam, tuy là Việt Nam cũng là có rất nhiều than đá, nhưng hàng năm vẫn phải nhập cảng than đá từ nước ngoài. Trước đây thì nhập cảng than đá mà nhập cảng đắt hơn cái lượng than đá mà Việt Nam bán ra. Và nhập cảng đắt, và phải nhập cảng than đá từ Hoa Kỳ nữa. Do đó, vấn đề Việt Nam nói rằng là một cái quốc gia chịu ảnh hưởng khí hậu rất nhiều, bởi vì hàng năm lũ lụt và những trận cuồng phong bão tố đã làm cho, đặc biệt là vùng miền Trung của Việt Nam hiện bây giờ là đang mùa mưa bão, đang phải chịu những cái cảnh mưa bão rất là khủng khiếp, và hàng năm càng khắc nghiệt hơn. Do đó người Việt Nam mong muốn thay đổi khí hậu để nó bớt những cái tai ương đó đi. Nhưng mà cái đó ngay Việt Nam sẽ không thể nào mà thực hiện được cái lời cam kết đó. Do đó muốn phát triển bền vững thì phải thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là phải đặt lại cái kế hoạch bền vững lâu, và đi từng bước chậm rãi, và phải thay thế từng giai đoạn một, không thể nói đánh cái rụp để mà một lần cắt bỏ cả mấy chục cái nhà máy điện chạy bằng than đá được. Cái chuyện đó không thể làm được. Do đó chúng ta rất khó tin vào những cái lời hứa
của ông Thủ tướng Việt Nam là Phạm Minh Chính. Tôi đưa ra bản tin này, thứ nhất là để thông tin cho những quý vị ở trong nước đừng vội hồ hởi. Thứ hai, chúng ta đừng vội tin những gì do các viên chức của Đảng Cộng sản Việt Nam nói. Và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong một thế giới tuần qua, thế giới quanh ta lần tới với những cái bản tin khác. Trân trọng kính chào.